xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau viết hai cụm từ đó là chiêm nghiệm và chiêm ngưỡng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết hai cụm từ này nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến với cụm từ chiêm nghiệm. Cụm từ chiêm nghiệm gồm từ chiêm và từ nghiệm được cách nhau khoảng một ô ly. Từ chiêm được bắt đầu bằng chữ trò nhẹ, từ nghiệm được bắt đầu bằng chữ ngò ghép. Rồi chúng ta sẽ cũng biết cụm từ chiêm nghiệm. Và mình đã viết xong cụm từ chiêm nghiệm. Giờ chúng ta viết ra cụm từ thứ hai, đó là chiêm ngưỡng. Từ chiêm ngưỡng được bắt được gồm có hai từ chiêm và từ ngưỡng sẽ được cách nhau khoảng một ô ly. Từ chiêm thì vẫn bắt đầu bằng chữ trò nhẹ, từ ngưỡng sẽ vẫn bắt đầu bằng chữ ngò đơn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau viết cụm từ chiêm ngưỡng. Ok, mình sẽ giới thiệu các bạn thêm hai cụm từ nữa, đó là chiêm nghiệm và chiêm ngưỡng. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.